Đấy, và đây là cái quần hôm bữa mình đã cắt nha, quần sọc nam nha, thì hôm nay mình sẽ ráp cho các bạn xem nha. Đây, đây là thân, đây là thân sau, đây là thân trước. Là thân trước này các bạn, quần này ráp rất là nhanh nha. Hôm bữa mình cắt mình quên mình chưa có khoét, thì đây là cái túi nhá, các bạn khoét cho nó có cái độ vòng như vậy nhá, khoét cho nó có độ vòng như vậy. Bây giờ mình đã cắt như vậy rồi, bây giờ các bạn sẽ may túi cho mình, may túi cong cho mình nha. Đây là bên trái, đây là bên phải, thì đây, đây là bên trái nha các bạn. Rồi các bạn đặt cho mình cái miếng túi này vào đây. Đó, đặt qua bên trái nha. Rồi các bạn sẽ để cái phần này vào đây. Và các bạn sẽ may cho mình một đường thẳng từ đây xuống đây. Và sẽ bẻ ra nhiễu một ly và bẻ cạp cái miệng túi vô. Đó, bây giờ mình sẽ may nha. Đó, đây, sau khi các bạn may cái để và may một đường miệng túi như vậy thì các bạn bẻ ra. Đây, bẻ ra và nhiễu cho mình một ly vào rồi. Bây giờ các bạn sẽ may cái túi ra nhá. Rồi các bạn sẽ để đây và may cho mình một đường từ đây xuống đây. Đó, rồi các bạn sẽ gập vào và may miệng túi còng. Đó, hai bên y như nhau nhé các bạn. Ở đây mình đã may xong như rồi các bạn. Đó, đây là cái miệng túi còng nha. Đó, thì bên này là bên trong của túi còng này. Đấy, hai bên các bạn gấp y như nhau nha. Thì sau khi mà mình gấp túi còng mà như vậy rồi thì các bạn sẽ đây, đặt cái miếng này lên cho mình này. Đó, cái miếng này nó nằm ở đây, thì giờ các bạn sẽ nối cái phần này vô trước. Nối cái phần này vô trước, rồi các bạn sẽ lật qua bên này. Lật qua bên này thì cái túi còng của mình nó sẽ nằm như vậy nha. Cái phần này là cái phần bù của cái túi nha các bạn. Đấy, vậy là mình đã xong cái túi rồi nha. Và các bạn sẽ khóa, khóa tròn túi vào cho mình là xong. Thì đây, cái túi mình đã may xong túi còng rồi nha các bạn. Túi còng của cuốn sọt nha. Đây, đây là cái miệng túi. Đó, đây là bên trong túi. Thì hai bên các bạn may y như nhau nha. Đấy. À, sau khi mình ráp hai cái túi cổng xong thì giờ mình sẽ ráp đường sườn nha các bạn. Đây, mình sẽ ráp đường sườn nha. Mặt thân trước và thân sau lên nhau nha. Mình ráp một đường và mình dần để dần đường đường hông lên nha. Sau khi mình đáp cái đường này xong thì mình sẽ đáp túi hộp nha các bạn. Mình sẽ may thẳng nha. Đây, sau khi mình may túi còng xong và mình may đường hông xong thì các bạn sẽ dần cho mình hai đường chỉ nhé. Hai đường chỉ. Đấy. Đấy là hai bên y như nhau nha các bạn. Sau khi các bạn may xong như vậy rồi thì các bạn sẽ vẽ túi hộp đây cho mình này. Để mình may túi hộp ở đây nha. Và đây là cái túi hộp nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đập cái túi hộp để vô mình cắt vuông để mình may túi hộp nha. Thì đây là mình sẽ may buông túi hai túi sau và hai túi trước, các bạn nhớ là cắt nắp túi luôn cho mình nha. Nắp túi thì các bạn sẽ vẽ vào bên trong rồi nè. Các bạn sẽ vẽ nắp túi vào bên trong và các bạn cũng sang dấu cho mình luôn. Đây là đây cái miệng túi, còn đây là xuống là cái nắp túi nhá. Chỗ này mình xuống 3 phần đi. Các bạn chia đôi cái phần này ra, các bạn vẽ nắp túi nhọn cho mình. Đấy, nắp túi từ đây xuống thì đây 16 phần là 8 này các bạn này, đây là nằm giữa nha. Đó, đấy là nằm giữa, thì các bạn cứ vẽ cạnh nhọn cho mình thôi, thì đây là cái nắp túi hộp này. Đó. Đây, các bạn có thể làm một cái cúc ở đây. Đấy, bây giờ mình sẽ cắt vào nha.
giờ là cái phần túi này nha các bạn, cái lõi trong là thành phẩm nha. Đấy, cái lõi trong là thành phẩm này. Khi các bạn may là các bạn sẽ may gặp hết mấy cái đường này vô, còn cái đường phần kia là nó nằm trong nha. Đấy, các bạn gặp vô để lấy cái dấu của cái vuông túi. Đây là thành phẩm của cái túi nha. Đó, cái túi của mình nó sẽ như vậy nha. Đây là cái miệng túi nha. Đó. Đó, đây là cái miệng túi, thì giờ các bạn sẽ lấy dấu cái túi hộp nó sẽ nằm ở cái phần này. Đó, các bạn sẽ lấy dấu vào đây cho mình để mình may túi. Đây, sẽ vẽ chia đôi cái miếng này ra và vẽ vuông cho mình nhé. Chia đôi cái miếng này ra. Đây, chia đôi cái miếng này ra và vẽ vuông cho mình. Đây là cái phần dài. Đó, cái túi này của mình nó sẽ nằm ở tầm này nha các bạn. Các bạn nó căn nó ngang ngang đùi là được nha các bạn. Thế này, căn cho nó nằm ngang ngang đùi là được. Thì bây giờ các bạn sẽ vẽ. Sẽ vẽ vuông cho mình. Đây, vẽ vuông này. Alo. Bảo đi, tôi đang bận, đang đi ngoài đường, có gì không? Đó, các bạn vẽ vuông này cho mình. Có đi không? Nói đi. Đấy, sau khi các bạn lấy dấu vuông vắn túi về về cho mình xong nhé. Bây giờ các bạn sẽ may miệng túi về cho mình này. Đấy, may cái miệng túi này vào cho mình. Sau đó các bạn sẽ may cho mình những cái đường nổi gân này của cái me của cái túi hộp nhé. Bây giờ mình sẽ may cái miếng này cho các bạn xem nhé. Đây là cái túi hộp mình đã may xong rồi nha các bạn. Các bạn may cho mình những cái gân nổi lên như vậy nè. Đó. Các bạn để kim từ đây may từ đây xuống đây. Xong rồi các bạn cắm kim, xoay kim may. Rồi tới góc này các bạn cũng xoay kim may thẳng lên đây cho mình. Đây là cái phần túi hộp này. Đấy. Sau khi các bạn may xong hai bên y như vậy rồi nhá. Bây giờ là các bạn thấy nó còn những cái phần này không? Đây, còn những cái phần này này các bạn này. Đấy, mình may lên nó vuông y như là cái hộp á. Đấy, nó còn những cái phần này xìa ra này. Đấy, thì bây giờ mình sẽ lộn cái bên này ra. Đấy, các bạn cứ gập vuông theo cái góc xéo này cho mình này. Đấy, gập theo cái góc xéo này cho mình. Thì các bạn sẽ chấn ngang này cho mình. Cắt bỏ phần này đi. Chấn ngang hết góc này cho mình nha. Đó, bên này cũng y như vậy luôn. Đấy, gập xéo cái độ này vô. Rồi mình sẽ khóa ngang vào đây. Nó sẽ lành thành cái túi vuông nha. Đó, bây giờ mình may cho các bạn xem nha. Mình đã may xong rồi các bạn thấy không? Các bạn khóa xuống như mình cho mình như vậy này. Đó, rồi các bạn sẽ cắt cái phần này đi. Đó, các bạn sẽ cắt cái phần này đi. Sau đó các bạn thấy nó đây nó thành hình túi vuông rồi nha các bạn. Đó, đây là mình có một cái túi hộp vuông rồi nha. Thì bây giờ bước tiếp theo là các bạn sẽ may chúng một cái đường chỉ này và các bạn sẽ gập mí vào đây. Đó, và các bạn sẽ để vào cái đường chỉ này các bạn may xoay vuông của cái túi nha. Cái túi mình đánh dấu tới đâu thì các bạn may tới đấy. Đó, các bạn may vuông lên cho mình như vậy. Đó, sau đó các bạn khóa xuống mình như vậy là đã xong cái túi vuông nha. Bây giờ mình đi may. Đây, mình đã may xong rồi nha các bạn. Đây, các bạn có thấy cái túi hộp của mình nó vuông không? Đấy, bây giờ tới cái phần này các bạn sẽ gập đôi cái phần mép này vuông cho mình này. Rồi các bạn sẽ chấn vào đây cho mình một đường và chấn vào bên này cho mình một đường.
đó, rồi mình may nắp túi vào nữa thôi là xong. À, những cái túi hộp tiếp theo thì các bạn cứ may như vậy cho mình nha. Đây, rồi các bạn sẽ may lộn cái nắp túi này ra. Đó, lộn cái nắp túi này ra và các bạn sẽ gắn nó vào đây. Là mình đã được một cái túi hộp rồi đấy các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ đi chấn và may nắp túi cho hoàn thiện cái túi cho các bạn xem nha. Đây, mình đã chấn xong cái túi rồi nha các bạn. Đó, các bạn chấn xong cái túi rồi, lúc mà các bạn may xong mà các bạn ủi vô thì nó sẽ thành cái hộp như vậy đấy các bạn nha. Đấy, thì cái nắp túi này, các bạn may vòng quanh vào cho mình và lộn ra và nhiễu cho mình một chân vịt. Sau đó các bạn đặt lên đây. Đó, các bạn đặt lên đây và các bạn may, các bạn đặt xuống cho mình như vậy là đã thành cái túi hộp đẹp rồi nha các bạn. Đây, thì đây. Đấy, mình đã thành cái túi hộp rồi nha. Thì các bạn thích may cái túi hộp đằng sau mông này một cái cũng được này. Đấy là cái túi quần sọc này. Đó thì là đã có một cái video mình hướng dẫn chi tiết may túi hộp cho các bạn xem rồi nha. Các bạn nếu mà coi mà không hiểu thì ghé vào đấy các bạn coi túi hộp mình may túi hộp vuông thế nào nha. Đấy thì cái túi hộp này mình đã may xong. Còn mình chia sẻ với các bạn một cái bí quyết là khi mà các bạn may quần sọc mà nó cùng màu vải á, thì các bạn may như mình rồi nè. Đấy, để khi mà các bạn lật là like lên TV như vậy nè. Đó thì là nó các bạn khỏi phải cạp thì các bạn khỏi phải cạp cái phần này. Đó thì là ví dụ như là các bạn lên cái like này nó ví dụ như là các bạn lên là 3-4 phân, 5 phân đi. Thì các bạn sẽ đo từ đây lên đây cho mình là 10 phân. Các bạn chỉ có may cái đường thườn từ đây xuống tới đây rồi các bạn bấm ra. Rồi các bạn sẽ lộn ra cái bên bên phải và các bạn sẽ may cho mình một đường như vậy. Để khi mà các bạn mà vẽ ra như vậy này, các bạn gập lơ vê lên cho mình như vậy này. Đấy, gập lơ vê lên cho mình như vậy này. Đấy thì các bạn không có phải cần mà may cái miếng này thứ hai nữa. Mà chỉ cần một miếng thôi, bởi vì hai cái vải này nó màu cùng nhau á. Rồi các bạn chạy cho mình một đường thẳng từ đây xuống thế này nữa thôi. Và đã thành cái lơ vê rồi đấy các bạn. Đấy, rất là tiện phải không các bạn? Đó, thì cái quần của mình đã sắp sửa hoàn thiện nha. Thì cái phần túi hộp này mình đã hướng dẫn cho các bạn rồi, thì bên kia các bạn may tương tự như vậy nha. Và cái thân sau này nè, cái bên đằng sau này thì các bạn cũng lấy dấu lên cho mình. Đấy, lấy dấu lên cho mình là các bạn thích may túi hộp cũng được, hay là các bạn thích may cái nắp túi giả ở đằng sau cũng được nha. Đấy. Đấy, mình đã may xong cái túi hộp nha. Còn cái lai này thì các bạn quấn ra bên phải này rồi các bạn đè một chân bịt cho mình là thành lơ vê rồi đấy các bạn. Đây. Đấy, túi hộp mình đã may xong. Thì các bạn muốn coi chi tiết thì các bạn vô cái phần mà mình hướng dẫn túi may túi hộp vuông nha. Mình cũng đã đăng một cái video mà riêng túi hộp đấy, thì các bạn vào để xem để dễ hiểu hơn nha. Đấy là mình đã may xong rồi. Đấy, các bạn may hai bên đi như nhau nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ may nắp túi nha. Cái đằng sau này mình sẽ trang trí bằng nắp túi, rồi các bạn sẽ may góc nắp túi vào cho mình này. Đấy, rồi đấy, cái đằng sau mình sẽ làm một cái nắp túi giả để cái quân phần đằng sau thôi, nhưng mình sẽ may nắp túi nha. Bật nha. Đây, rồi các bạn sẽ để cái nắp túi lên đây cho mình nha. Rồi may cái nắp túi giả đằng sau này. Đấy, mình mốt còn để cái cúc ra thì để trên này mình sẽ gập thung xuống đây. Bây giờ mình sẽ may cái nắp túi vô nha. Đó, thì sau khi mình may cái nắp túi xong rồi nha các bạn. Bây giờ các bạn sẽ may cái đường này vô cho mình. Cái lai quần thì các bạn hôm qua mình chỉ rồi nha. Thì các bạn cứ may gập lên, gập lơ vê lên cho mình như vậy thôi. À. Rồi các bạn sẽ gập vô như vậy. Các bạn sẽ may thẳng xuống đây cho mình nha. Đó, may thẳng để các bạn bẻ ra, các bạn nhiễu luôn phần trong cho nó chắc, hai bên y như nhau nha. Đó, sau khi các bạn may hai cái đường này xong này, thì các bạn nhớ tẽ ra và dần hai đường chỉ nha, y như quần jean á, để cho cái quần sọc của mình nó vừa chắc chỉ và nó vừa đẹp nữa. Thì đây mình đã may xong hai cái ống này, ống này và ống này. Đó. Bây giờ các bạn sẽ lộn ra cho mình một ống. Lộn ra. Đó, lộn ra cho mình một ống. Và các bạn sẽ đút nó vào cái ống này. Đó. Đút nó vào cái ống này. Rồi các bạn may cái đường đáy này vô nữa. Và vô thung nữa là xong nha. Là xong cái quần sọc nam này nha các bạn. Đây. Các bạn sẽ chạy đường này và các bạn cũng nhiễu y như vậy nha. Đây.
để mình chạy cho các bạn xem nhá. Đó thì đây là cái quần mình đã may xong và đáy đây các bạn nhá. Đó, các bạn may đáy và các bạn sẽ nhỡ đáy vào cho mình. Đây, đây là phần thân trước và đây là túi hộp nha. Đó, các bạn đúc đáy và may đáy và may đừng nhiễu hai đường này cho mình này. Và bây giờ phần bây giờ mình vô thun nữa là xong nha các bạn, là xong cái quần sọc nha. Đây, bây giờ mình sẽ đi cắt thun và mình vô cái thun lưng quần nữa thôi là xong quần sọc. Và bây giờ các bạn cắt thun nha. Cắt thun thì các bạn sẽ lấy bằng số đo vòng eo và trừ cho mình 20 phân nha. Nếu như mà chất liệu vải dày như vậy thì các bạn sẽ trừ cho 20 phân nha. Còn nếu mà chất liệu vải mỏng như vải đồ bộ của nữ thì mình chỉ trừ 15 phân thôi. Còn đây là chất liệu vải dày nên các bạn trừ cho mình bằng số đo vòng eo trừ cho 20 phân. Bây giờ mình sẽ vô cái phần eo là xong nhé. Rồi các bạn sẽ nối thun vào vậy như vậy cho mình nè. Rồi các bạn sẽ chia thun ra làm 4 cho mình nhé. Đây, chia ra làm 4. Chia thun ra làm 4 nhé. À, sau khi mình chia thun ra làm 4 rồi thì bây giờ mình sẽ đặt lên máy mình may này. Thì cái đây là cái phần giữa này, có phải là cái quần của mình làm tư không, thì mình cứ đặt ra đây và tới cái khúc thun tới cái chỗ này mình sẽ kéo vào cái đường hông này đấy, và mình kéo đều vòng quanh như vậy nha các bạn. Đây, sau khi các bạn chia thun đều ra cho mình là 1/4 rồi, các bạn kéo thun cho mình vô như vậy là nó nhanh như vậy này. Đấy, còn một công đoạn nữa là các bạn sẽ gói thun vô và các bạn sẽ chạy cho mình hai đường. Đó, chạy cho mình hai đường sát thun như vậy nữa là xong. Đây là cái quần thành phẩm mình đã may xong rồi nha các bạn. Đây, đây là phần thân trước nha. Phần trước đây có túi còng nha các bạn, đây có túi còng. Và phần bên hông này có túi hộp. Đó, còn phần đằng sau này thì mình may giả nắp túi nhá. Cái này mà các bạn thích đơm cúc vào đây cũng được này. Đấy. Đấy, đây là cái quần sọc mình đã may xong. Đấy, rất là dễ và may rất là nhanh đúng không các bạn? Đây là phần trên là thun nè. Đó, phần trên này là thun nè. Đó, mặc rất là dễ chịu và thoải mái. Đó, rất là đẹp đúng không các bạn? Đó, cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Các bạn nhớ bấm ủng hộ kênh của mình nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo là mình sẽ cắt áo đồ bộ nhé các bạn. Các bạn nhớ đón xem video tiếp theo của mình nha. Rồi cảm ơn các bạn, chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.